Hello, anh ta xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, hiện tại anh ta xin đã phát hiện ra một con kinh giống ở gốc cây mít nha mọi người. Anh ta xin sẽ tiếp cận nó nha mọi người. Kinh giống đó nha mọi người. Sẽ di chuyển này. Đây đó, đây đó, con cún nhây bắt được nha mọi người. Đây đó, trời đè đây cũng không phải là dễ bắt bằng tay nha mọi người. Giờ thả ra phát nữa là có khi là nó sẽ bị cún nhây chộp luôn nha mọi người, đang nguy hiểm. Quá. Chợ xíu nó đổi màu này mọi người. Đây, anh ta xin sẽ quay cận cảnh nó xíu nha mọi người. Thôi cho nó xì thả đi thôi nha mọi người. Thả xuống dưới đất rồi nha đất. Cái cún nhây dí lắm. Thôi thả lên cây nha mọi người. Rồi, đó. Cảm ơn người đã xem video nha. Xin chào và gặp lại. Bye bye. Nào. Thôi. Với đuôi nó hơi cong cong rồi đó. Đó. Em biết tôi gãy gì không? Rồi, may quá. Bye bye.